Thưa cho con hỏi, nếu mình có ý định là khi chết muốn hiến các nội tạng hay thi thể của mình cho y học hay cho những bộ phận trên cơ thể mình thì có ảnh hưởng gì về với linh hồn mình không? Mà sao thấy nhiều câu chuyện là lúc bốc mộ xót mà các cụ báo là thiếu xương vậy chết rồi mà vẫn cần xương là sao? À, quý vị cần phải hiểu là mình không có cái linh hồn gì ở đây hết nha không có một cái linh hồn gì ở đây hết mà chúng sanh khi chết rồi đó là họ tái sanh qua đời sau kiếp khác ngay lập tức à, chúng ta gồm có các cái dòng tâm thức nó nó liên tục sanh và diệt liên tục và khi cái tâm thức ở đây nó tắt rồi thì nó là duyên để nó mồi qua cái sự xuất hiện ở một cái tâm thức khác ở đây không hề có một cái dạng linh hồn gì hết à, cho nên là thì thấy nhiều bộ phim á ví dụ như à, một người mà còn sống mà bị à, chặt cái tay hoặc là chặt cái đầu á thì tới hồi chết rồi là phải là cái linh hồn đó là phải cầm À đó à, phải phải cầm ôm cái đầu đó ôm cái đầu đó thì không có như vậy nha không có như vậy à, chúng sanh à, cái gọi là cái thân và cái tâm khi mà mình đã diệt rồi đó thì nó sẽ bắt đầu ở một kiếp sống mới và không có cái vụ mà linh hồn mà như là người ta tưởng tượng đâu. Ừ. À, thành ra là quý vị có cứ hiến nội tạng thoải mái à, và yên tâm là đời sống mới của quý vị ngay kế tiếp á nó không có mất miếng không miếng không miếng không, miếng, không có mất miếng thịt nào hết trơn á, trời á. Ừ. À, còn cái chuyện mà bốc mộ Một thiếu xương á thì coi chừng á cái nguyên nhân nó xuất hiện những giấc mơ á, nó như vậy à, là có khi là mình nghĩ nhiều nha ngày, ngày mình nghĩ nhiều về cái gì á thì mình à, tối mình sẽ mơ về cái đó trường hợp dễ gặp nhất là những cái nhà có đám tang á thì họ rất là dễ mơ thấy người thân mà vừa mới mất tại sao bởi vì khi đó cái hình ảnh của cái người thân vừa mất á nó ám ảnh họ rất là nhiều thành ra họ rất dễ mơ thấy rồi còn cái chuyện bốc mộ cũng tương tự như vậy đó cái chuyện bốc mộ không phải là chuyện nhỏ, à, thành ra nhiều người khi mà họ ám ảnh nhiều về cái chuyện bốc mộ đó, thì họ có thể họ mơ thấy cái người mà vừa mới được á, họ sẽ về báo cái này cái kia. nói chung là cái này yên tâm đi hiến xác đi, không có gì đâu. còn có cái cô đó, đó nhắc với nhau, cô đó cô cũng tám mấy, cô mới hỏi giờ chết rồi là cái xác rồi là đi chôn hay đi thiêu, tôi nói thôi đi thiêu vô khỏe. Thì con nói thôi Thiêu nóng lắm <laughs> Thiêu nóng lắm Trời ơi chết rồi mà còn cái nóng nếp gì nữa Nó tái xanh mất tiêu rồi Ông nó phải Còn uh, bóc mộ thiếu xương Nhầm khi cái xương đó nó phân hủy trước Hay là nhầm khi quý uh, vị Đi phẫu thuật uh, ví dụ như mất tiêu cái xương Một cái xương sườn này khi Đi bóc mộ lên mất cái xương sườn Thì hiện tại cắt lấy ra rồi Nhầm khi cái xương đó nó bị uh, Bị phân hủy trước Hoặc là do nguyên nhân nào đó mà bị mất đi chứ nó không có linh thiêng là không có một cái gì hết á nó không có một cái chuyện mờ ám ở đây cả cái khác mình chỉ là cái khúc gỗ thôi nó chỉ thần vĩ không có gì hết á mình cứ yên tâm đi hiến xác nha cái này mới nhớ nè nếu như mà quý vị mà gặp mà có trong trường hợp ví dụ như vậy nha bóc mộ xong rồi mình không biết thiếu xương nha ôm à, cái hũ cốt nó về đó đó đi chỗ khác đó cái tối hôm đó mình nghe có người nhắc mình thiếu cái xương mình quay trở lại mà mình thấy đúng là thiếu cái xương đó đó mình lấy đi á coi chừng nha chứ <laughs> coi chừng gì không uhm, nói thì có khi là kêu sư kể chuyện ma để hù quý vị cho nó dựng tóc gái chơi chứ còn có những cái loại chúng sanh như là loài ngạ quỷ họ sống nhờ vào mồ mã hài cốt thì đối với họ cái mồ mã hài cốt đó là tài sản của họ mà khi quý vị hốt cái đó tới quý vị đem đi đó giống như là quý vị đang hốt cái nhà của họ quý vị đi chỗ khác cái đó nó không cái con đó nó có khi nó không phải là gia đình của quý vị đâu nha nó chúng sanh khác đó nhưng mà nó ở cái chỗ đó mà quý vị hốt thì quý vị hốt thiếu giống như cái nhà đó, mình gom đi mà nó bị thiếu cánh cửa vậy đó nhắc quý vị đó để quý vị đem đi cái đó nổi da gà chơi chứ. Chứ còn đúng là cái người thân đó thì nó hiếm lắm quý vị, hiếm lắm. Không phải không có nha, sư nó không phải không có. À, trong kinh cũng có kể một trường hợp nhưng mà trời ơi 84 ngàn bài kinh mà kể đúng có một trường hợp à. tức là nó hiếm lắm quý vị. À, hiếm lắm cho nên là à, thôi đừng có quan tâm tới cái vấn đề này nhiều chi, cho đi xác vào mấy. Ừ. À, mà nhắc à, sẵn nhắc luôn à... cái hồi mà quý vị chết á mà quý vị còn lưu luyến cái tấm thân này đó là coi chừng là đọa đó nha đọa đó các cảnh giới sao đọa đó thí ừ, dụ như làm cái con dồi ngay trong xác chết của mình là có đó nha